Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài 13, bài học về dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi được đặt ngay sau nốt nhạc có tác dụng làm tăng 1/2 giá trị trường đùa của nốt nhạc đó. Có hai loại dấu chấm dôi là dấu chấm dôi đơn và dấu chấm dôi đôi. Dấu chấm dôi đơn là hay gặp nhất. Rồi các bạn nhìn ví dụ ha. Ví dụ nốt tròn có dấu chấm dôi thì nó sẽ bằng nốt tròn. Trường đùa nửa trường đùa của nốt tròn thì nó sẽ là nốt trắng ha các bạn, thì cộng với một nốt trắng. Đối với nốt trắng mà có dấu chấm dôi thì nó sẽ bằng nốt trắng cộng với một nốt đen. Đối với nốt đen có dấu chấm dôi thì nó bằng nốt đen cộng với một nốt móc đơn. Nốt móc đơn thì các bạn chưa học ha. Như vậy là hôm nay các bạn đã được học về dấu chấm dôi. Ở bài kế tiếp thì các bạn sẽ có bài tập thực hành luôn. Và các bạn phải luôn nhớ là dấu chấm dôi có tác dụng làm tăng 1/2 giá trị trường độ của nốt nhạc đó. Để các bạn ứng dụng ra sau này những nốt khác ha. Để kéo dài cái trường độ của nó bao nhiêu để các bạn biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.